xin mới cho các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay à, cũng có rất nhiều bạn uh, kêu mình là chia sẻ vệ sinh uh, bô các bạn hoặc là vệ sinh những cái cổ bô mô tô các bạn hiện nay mình cũng có hai cái cổ bô của cái chiếc mô tô này các bạn mình vệ sinh cho anh khách xong rồi mình sẽ xi si cho anh các bạn đây thì cái cổ bô này thì nó cũng rất là dơ các bạn cũng đi lâu ngày nó đóng khói với lại uh, bám khói cũng rất là nhiều dơ lắm các bạn bụi khói cũng nhiều lắm hiện nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách vệ sinh rất là hiệu quả và ok luôn các bạn thì uh, nói chung là những cái bô như vậy á à, cũng có rất là nhiều bạn vệ sinh bằng cái chai viêm này các bạn chai viêm như vậy thì nó cũng không có CA các bạn nó cũng không có ok cho lắm lại các bạn để ý nha. Các bạn đừng nên vệ sinh cái chai này các bạn. Cái chai này là có rất nhiều axit nằm trong đây nha các bạn. Cái chai này tẩy rất là mạnh nhưng mà nó sẽ hại cái bô của các bạn á. Đây cái chai này nè. Cái chai này có nhiều bạn rửa xe thì chắc bạn sẽ biết cái chai này axit clohydric nằm trong đây rất là nhiều các bạn. Thì nói chung là nó sẽ nếu mà đổ vô nó sẽ gây ra một cái cái bô các bạn á. Là cái chai này không ok nha các bạn. Axit clo các bạn. Nó nó gây ra hiện tượng là xét cái bên trong bô các bạn. Thì nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bên cái này nè các bạn. Đây cái này là suốt nha các bạn suốt này á, là nó cái cái chất tẩy nó ok các bạn suốt này là có có trong cái thành phần của bột giặt uh, của mình các bạn, uh, bột giặt uh, quần áo mà mình hàng, hàng ngày các bạn suốt này là chắc nhiều bạn cũng cũng biết nè bên xe chắc cũng có bạn biết thì mình sẽ sử dụng cái suốt này thì mình sẽ uh, vệ sinh cái uh, bô uh, hoặc là cổ bô cho cho các bạn xem nha thì uh, trước tiên trước tiên thì uh, mình uh, quán băng keo lại cái một, một cái đầu nữa các bạn tại mình quán cái, cái này để mình đổ vô xong rồi để mình xúc cái cái, cái uh, cổ bô các bạn quấn băng keo cái này với lại thêm một cái là những cái cái, cái lỗ mà thoát nước của cái cổ bô các bạn thì mà bắt buộc mình phải quấn luôn nha bạn đó rồi, sì。rồi sau khi mình quấn xong các bạn nó kính rồi các bạn kính lại thì các bạn mình dùng suốt này các bạn suốt này thì các bạn chỉ có mấy chục ngàn một ký thôi các bạn nó cũng rất là dễ tìm các bạn thì cái cổ bô này thì mình cho tầm khoảng 3 hoặc 4 muỗng như vậy các bạn cái cách này mình cũng có thể là vệ sinh bên cái bô xe của sibo luôn các bạn các bạn thì cái vệ sinh bô xì bô thì các bạn vệ sinh như vậy rất là ok luôn các bạn đây thì mình đổ khoảng chừng 3 hoặc là 4 mũ như vậy các bạn xong rồi mình sẽ đổ nước vô các bạn thì nó sẽ cái suốt này là cái nhớt với lại mấy cái cái cái, cái nhớt đóng lâu lâu năm trong cái bô xe các bạn nó rất là là, là cứng các bạn bắt buộc phải dùng suốt này đó cái này là mình đang sử dụng nước nước dùng các bạn nước bình thường các bạn nước trắng bình thường thôi thì mình đổ vô mình đổ vô thì nó những cái khối đóng khối lâu ngày nó sẽ thành bẩn cứng này kia nọ là nó sẽ mềm ra các bạn nó mềm ra là các bạn rất là dễ vệ sinh luôn đó mình đổ phải chừng ba bốn chai cho các bạn thì mình đổ xong mình phải ngâm tầm khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng các bạn nếu bô nào mà nó dơ quá thì các bạn ngâm lâu lâu chút xíu các bạn đây thì mình cái cách này thì mình có sử dụng là mình có thể là vệ sinh cho cái bô những cái bô sì bô nha các bạn bô sì bô là cái độ bám khối hoặc là bám cứng rất là nhiều các bạn khối nó bám cứng rất là nhiều thành cục cục luôn các bạn các bạn sử dụng cách này cũng rất là ok các bạn đó là vậy các bạn rồi trong khi mà các bạn ngâm á các bạn lấy cho mình cái vỏ dây thắng hoặc là cái vỏ dây côn các bạn thì các bạn à, cắt ra một nửa cho mình, với lại là các bạn à, lấy cho mình cái bồ nhùi sắt mà rửa chén các bạn, à, các bạn à, quấn thêm một cái đầu lấy lấy cái còng quấn cái, cái đầu cho cứng luôn các bạn, thì các bạn à, vệ sinh, tại vì cái cổ bô này rất là lớn các bạn, lớn hơn cái cổ bô bình thường à, gấp đôi luôn các bạn. đó, sau khi mình quấn xong, quấn xong thì mình sẽ vệ sinh à, bên trong nữa các bạn, vệ sinh bên trong thì nói chung là cực kỳ sạch luôn các bạn, thì mình cũng sẽ vệ sinh như vậy vệ sinh như vậy thì những bên lúc mình ngâm á, là nó sẽ mềm rồi mình vệ sinh như vậy nó sẽ ra hết luôn các bạn ra hết những cái bợn bợn, những cái đóng khối uh, những cái uh, bụi than này cái nó nó sẽ ra hết luôn các bạn đó rồi sau khi mình đã ấy vệ sinh xong cho mình đổ ra cho các bạn xem đó rất là đen luôn các bạn rất là dơ luôn những cái bụi than những cái khối là nó sẽ mềm nó sẽ tan ra hết luôn các bạn đó để để cho để xong là mình sẽ cho các bạn xem đây đó nó sẽ tan nha các bạn nó tan thành những cái cục nhỏ như bạn nó đen thui như vậy đó những những cục nhỏ lợn cỡ nha nó sẽ tan ra y vậy các bạn thì cái này á cái suốt này gây nhớ dầu nhớt cái bụi than này nó rất kỹ suốt các bạn là ngâm lên là nó sẽ tan liền đây mình sẽ có một cái thao này mình sẽ cho các bạn xem luôn cái thao này cực kỳ dơ luôn các bạn cái thao này cực kỳ dơ nhớt nó cũng bám cứng lắm đó mình bỏ một miếng vô mình sẽ cửa mình vệ sinh cho các bạn xem luôn đó mình đổ nước vô vô cho các bạn xem luôn cái thao này á, thì nó dơ lắm đó mình vệ sinh nhanh luôn cho các bạn xem luôn nè đó mình đổ vô đó mình vệ sinh luôn vệ sinh là những cái dầu nhớt là nó sẽ ra hết luôn các bạn nó đôi khi nó sẽ mạnh hơn xăng hoặc dầu luôn các bạn đó các các bạn nhìn nè ra rất là sạch luôn các bạn còn cái những đen đen các bạn những cái cái đen đen mà các, các bạn thấy mà nó còn dính đó, là cái đó là bên dính bên ngoài nha các bạn tại vì cái hao này là hao mũi trong đó những cái đen đen như vậy nè nó là nó sẽ dính bên ngoài dính bên ngoài chứ không phải bên trong các bạn bên trong đã được làm sạch rất là sạch luôn các bạn thì cái cách này là cách thứ nhất còn cái cách thứ hai mình sẽ chia sẻ cho các bạn khi một cách thứ hai mình thấy cũng rất cũng là ổn ok luôn các bạn cách thứ hai thì thì rất là ok luôn đây sau khi mình đã vệ sinh xong các bạn một cái cổ bô mà nó một cái cổ bô vệ sinh rồi với là một cổ bô chưa vệ sinh các bạn Đấy, rất là sạch luôn các bạn đó các bạn nhìn thấy không? nó rất là đen thui luôn tại đi lâu ngày các bạn nếu mà các bạn vệ sinh như vậy á, thì cái bô của bạn nó nổ rất là thông các bạn nó thông xe dữ lắm các bạn rồi cái cách thứ hai cái cách thứ hai mình sẽ có một cái bô win này các bạn bô win một thì mình cũng sẽ vệ sinh cho anh khách luôn và mình cũng sẽ xi si lại luôn các bạn cái cách thứ hai thì nó làm hơi chậm hay chậm mà nó hơi lâu chút xíu các bạn thì ví dụ mà các bạn mà không có suốt thì các bạn sử dụng cách này đây mình cũng sử dụng cái vỏ của dê, ruột dây thắng dây cô nữa các bạn thì mình cái đầu của nó thì mình gắn như vậy rồi cái, cái thứ hai nữa cái đầu này thì mình sẽ gắn một, một cái đầu của cái miếng trà sắt mini các bạn đó rồi bây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cho các bạn xem cái bước cái thứ hai luôn Cái bước thứ hai này thì là các bạn vệ sinh khô thôi cũng được vậy là ví dụ các bạn những cái bô mà quay rim hoặc là những cái bô Win như vậy đó các bạn, nhiều, nhiều loại bô tất cả các dòng xe đó các bạn các bạn vệ sinh khô thôi cũng được khô hay là cũng thông xe các bạn, các bạn khỏi cần ấy suốt cũng được đó là cái thứ nhất còn nếu mà các bạn muốn mà vệ sinh cho nó sạch sạch đó, sạch thì các bạn uh, vệ sinh xong đó để, để bây giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem luôn đó cái, uh, mình đổ cho các bạn xem luôn đấy uh, bụi than rất là nhiều luôn các bạn đó là vậy Đây, là bụi than rất là nhiều luôn ví dụ uh, các bạn cứ làm tới làm lui thì nó sẽ sạch đó các bạn còn không nữa còn không nữa thì các bạn muốn mà sạch hơn nữa sạch hơn nữa thì các bạn uh, đổ dầu hoặc xăng hoặc là xăng thơm cho các bạn đó ví dụ các bạn đổ các bạn đổ vô dầu xăng hoặc xăng thơm xong ví dụ các bạn đổ uh, đây lúc mà các các bạn đổ đỏ thì các bạn bịt những cái lỗ mà hót nước của cái bô nha các bạn đây những cái lỗ hót nước của cái bô này các bạn lấy cái băng keo á các bạn bịt cái lỗ thoát nước của băng keo lại của cái bô lại đó xong các bạn đổ dầu hoặc xăng hoặc là xăng thơm vô đó là các bạn ngâm luôn các bạn, các bạn cũng ngâm ngâm xong rồi các bạn vệ sinh vệ sinh xong rồi các bạn rửa lại bằng nước cho các bạn đó là cũng rất là sạch luôn các bạn đó sau khi mình đổ xong đó các bạn mình đổ xong thì cũng, mình cũng sẽ vệ sinh lại y nữa đó mình cũng lấy cái giỏ dây thắng nè các bạn giỏi kháng hoặc là giỏi cơm á, giỏi cơm này các bạn uh, vệ sinh rất là ok luôn, cái độ dẻo cứng rất là có đó, nó rất rất là ổn luôn đó, mình sẽ đổ uh, ra cho các bạn xem luôn đó, sau khi mình đã vệ sinh xong này, đó các bạn thấy là nói chung là nó cũng không có bằng uh, suốt các bạn suốt nó sẽ mạnh hơn, còn cái cái này dầu thì nó cũng chưa được ổn lắm các bạn, đây nó cũng ra ít rồi, nhưng mà các bạn chịu khó nếu muốn sạch cái bộ thì các bạn ngâm nhiều lần hoặc là các bạn vệ sinh nhiều lần thì nó sẽ sạch thôi, đó là như vậy đó các bạn, đó các bạn nhìn thấy nó cũng ấy thà rồi sau khi mình đã vệ sinh hai cái cổ bô mô tô cho anh khách và mình cũng đã suy lại nè các bạn đó thì nói chung là mình vệ sinh những cái cổ bô hoặc là những cái bô đó là các bạn chạy xe, tiếng xe rất là thông các bạn tấn thông mà nó rất là mạnh xe luôn đó là vậy thí dụ những cái trường hợp mà cây bô mà nó bị dơ quá thì mà bắt buộc mình cũng phải vệ sinh thôi các bạn thì cái cách trước ấy, mình cũng đã nói là vệ sinh bằng cái cách trước cách đầu á, là mình vệ sinh những cái bô xì bô rất là ok luôn các bạn nó là vậy các bạn với lại là những bạn nào mà gửi đồ xi bên mình á, thì một là gửi bưu điện hoặc hai á, là gửi bên chành xe còn ba là gửi gửi bên cái vận tải Sài Gòn các bạn vận tải Sài Gòn là đi các tỉnh luôn các bạn đó là như vậy các bạn rồi mình xin kết thúc clip từ đây rồi mình xin chúc các bạn thành công rồi mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi xin cảm ơn các bạn